anh ơi, anh. Đang khủng kìa nhờ. Tâm chào cả nhà nha. Thì hôm nay Tâm đi thăm mấy cái lợi cá nha nhà. Đầu video Tâm xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến gia đình mình đang xem video của Tâm. Thì hôm nay là Tâm đi thăm với em Hạnh nè. Hạnh đâu rồi? Chào anh ngựa. Em Hạnh đây. Còn em Sinh là tranh thủ bị trưa nắng cả nhà. Em Sinh chạy qua cái vàng lờ bên kia rồi. Thì ba anh em mới tới chỗ này, nắng ghê luôn cả nhà. Tâm lội một vòng vô rồi. Cháy mồ hôi luôn, ướt tóc hết luôn rồi. Giờ mời cả nhà cùng đi thăm cá với Tâm nha. Dạ, thăm rồi. Đây cái túi em cầm nha Hạnh. Cái em xuống. Em nhớ chỗ không Hạnh? Đang sâu lắm cả nhà. Đây nè, đây nè, thấy nè, thấy nè. Rồi có con cá rô ngọt rồi nè Hạnh. Có con cá rô ngọt rồi. Trời ơi, Hạnh ơi, Hạnh. Nhỏ nhỏ thôi Hạnh ơi. Con cá lóc chà bá luôn cả nhà, bị có ông anh đó nè. Có ông anh ông đang thăm mấy cái đăng á, thành ra là Tâm không có dở lên được. Chờ Tâm xíu nha cả nhà. Đây, ông đi rồi. Hạnh ơi. Con quái vật nè Hạnh. Con quái vật nè Hạnh. Cầm lên chạy vô mát lẹ lên, chạy vô mát lẹ lên. Rồi con cá lóc nè. Cá lóc chúa nè. Trời ơi con mát nó nè. Bằng cái luôn. Ê, con mát nó bằng cái đầu ngón tay út Tâm luôn nè. Để em bắt ra. Nãy nó rớt lại cái cây sậy ở dưới luôn phải không? Đúng rồi, rớt nãy dậy rớt xuống dưới. Ừ. Mới vừa vô đề ba một phát một người ơi. Rung tay luôn. Thằng gửi Hạnh. Ừ nè. Ừ cả nhà. Hàng khủng kìa nhà. Ừ cái đầu tiên vậy Hạnh ơi. Có đèn thui luôn thấy không? Trời ơi. Thấy rồi. Vô Hạnh ơi. Trời ơi cái túi lưng sao kìa. Sao? Được không? Chừa con cá rô lại luôn. Cây này cục hết miếng nè. Thấy không? Ừ. Hèn gì nó xúc ra. Bữa em cắt em sợ ra. Không em sợ lờ nó giãn ra. Kỳ ta hai cây cục luôn hả? Ồ nó giải hiệu ứng rồi ha. Bất ghê luôn. Hên hồi nãy cái ông kia ông thầm mấy cái đàn ông không thấy á. Né, nói chung là né, phải né người mọi người ơi, tại Tâm bị hoài rồi, Tâm cũng ngán lắm. Bị mượn xài đỡ. Đi em. Đi em. Quá ngon cả nhà. Đây. Cá lóc của Tâm. Tâm bỏ riêng trong này nè cả nhà. Đó. Cái lòng riêng nữa ơi. Đấy. Một em. Kéo lại đi em. Cái này hy vọng là cái này sẽ được nhiều nữa nha cả nhà. Thêm một túi bên kia nữa. Cái này túi không. À, không. Thì thường có là mình dở ra nó rung rinh rồi đó nha. Ôi, cá con không, cá sặc không à. Tâm để đây làm mồi nhữ luôn. Đó. Cái này chứ đẹp lắm. Cái này là neo đây nè. Năng này năng cũ nè cả nhà. Cái cọng nó to nè. Cọng to là năng cũ. Rồi chổng đầu rồi. Chổng đầu tầm hay giống con bóng này nè. Nhìn cái hầm hình đi. Đó, có nhúc nhích rồi cả nhà ơi. Làm con vừa bự coi. Ui, cá cẩn. Có con cá cẩn nè, cá lóc cẩn nè nè. Cái này không dính cá lớn. Bùng hết cây sậy đâu rồi.
xúc cây sậy vào chạy đâu rồi ta. Còn con cây à, mới rớt đó mà. Còn cá cứng, bắt giùm anh cá ra nha. Cá lóc này cũng được nhưng không to mấy cái nha. Xong rồi đường dao anh cái bẻ cho anh cái cây tràm nó anh chổi. Này nước lớn này anh. Nước này mà nhảy xuống cái là tới đây luôn á, tới ngang ngực luôn á. Cái nhà nó đây nè anh ơi. Ồ không đụng đáy anh. Cây này gần rớt hay luôn. Đâu nằm đâu đó đó. Rồi chìm lờ anh ơi. Chìm ha. Chết rồi. Cái này vô con gì là chết luôn rồi. Sao kệ vậy? Ôi còn. Cá phi. Ủa sao cái lờ chìm vậy mà không chết ta? Anh hen. Hơi ghê. Chắc còn chỗ. Để cầm cho anh đó. Cái máy vô hay sao chứ cái lờ chìm. Rồi con cá bóng nữa kìa. Cá bóng bự ghê luôn. Cái bóng này không có bự. Cái bóng này là nhỏ rồi. Nè. Bóng này bóng tượng mà. Thấy không? Nè. Bóng này bóng tượng. Bóng này là nó lớn mấy ký một con luôn á. Giữ lấy hên. Cái phi này chút nữa ra em mở cái yên xe lên anh có bỏ cái máy oxy vừa sáng á Hạnh. Rồi. Chạy oxy cho nó nha. Để chiều nó ngợp uổng lắm. Bữa tầm dính mớ ru phi lớn á cả nhà. Về không có đem theo cái máy oxy á. Cái chiều nó bị ngợp hết. Tiếc lắm. Nên hôm nay tầm đem máy oxy theo. Cái này vậy mà nãy ngập ta. Rồi để anh xuống anh rửa anh đặt lại. Này nước quá trời lớn luôn nha. Này cũng hôm chắc mưa. Ngày sau bữa nay cái biển hồ sao rồi. Rồi cái lờ tâm nó chổng lên rồi kìa. Đó cả nhà. Này em nó chổng rồi. Còn đường thở. Nó chổng lên nè, nó hở chỗ này nè là cá dính còn đường thở rồi. Còn đây. Ôi ôi. Trời ơi. Anh ơi. Quá trời quá đất trong này nè anh ơi. Thác lát. Đâu cá trời. Trời ơi. Em về chồng cái lợn lên nè anh ơi. Nè. Ôi. Em thấy cái này nó ghê không anh? Cái này sâu lắm. Trời ơi anh. Cứ còn thác lát ngon ghê không? Trời trắng không ha? Trắng quá trời luôn. Đây, lụm thác lát ra trước rồi. Không được rồi, này phải tháo cây rồi. Tháo cây, chút nữa mình ra quải rồi biết sao. Mình xử lý cái ngạnh nó sao. Bữa nay có đem đi kìm heo không? Rồi, xong luôn. Không em xài tay được. Mấy hôm trước gia đình có cô bác góp ý với Tâm là đem theo cây kiềm á thì Tâm có nhắc em Hạnh mà quên rồi. Em ấy quên rồi, trời ơi nè, cái mà chạy vô đây nè. Đưa được cái hòm rồi. Đưa cái hòm chưa? Chưa. Rồi em trút xuống. Đây. Ừ. Cẩn thận nha. Gì lũng cũng lan can dưới rồi, hắt mất. Dưới phải thôi. Cầm cho mẹ rồi. Bên. Sốt. Em để hấp thôi, em dở càng cao càng khó làm. Hấp xuống dưới đất nè. Không được rồi, để Tâm phụ em Hạnh bắt từ con ra cả nhà. Một cái lờ mà nó chạy vậy, đừng sốc quá em, đừng sốc quá. Cầm vậy thôi. Nhúng lên cá nữa, nhúng lên cá cho em bớt nhớt đi. Cho mát cá. Ôi dồi. Một lờ mà một. Cái nhà thấy cái sức quỷ diệt của cái lờ này chưa? Cực kỳ ngon luôn. Thấy Tâm xuống đặt lại coi.
bữa nay ăn cạn nữa nè, khu vực này ăn cạn rồi nè, không dính hay gì vậy? Nhìn thấy luôn tới đáy rồi, ui xình không à, bữa nay cái này không dính, để thằng Vũ lời cho, giờ quá. Trời ơi, nhổng mấy đầu? Sao nay cạn dữ vậy? Cạn nữa hả? Ừ. Xích ra nữa. Trời ơi, tới đáy luôn. Còn hạt lát kia mấy cái sạc nè. Đặt lại luôn đi anh ơi. Hạt lát bị ngợp vậy. Hạt lát nhỏ xíu. Kỳ vậy? Sao khô dữ ta? Đỡ là ra đây luôn. Đừng ra quá ngay chừng xuồng chạy ngang cuốn mất tiêu luôn á. Đúng lắm á nhà sinh. Ây da. Chết rồi. Đây. Muốn tới bụng luôn rồi sinh ơi. Ừ. Ây da. Tới bụng đậm luôn rồi. Không dính này. Ây da. Ây tới bụng rồi. Không. Trời ơi cái này nước giật quá hỏng luôn rồi Hạnh ơi. Ê, ê, có Hạnh ơi. Nè. Đâu rồi? Cái gì vậy? Ồ. Thấy không kìa? Hạt lát. Trời ơi, còn miếng nước chỗ này vậy nè. Hai con luôn. Hai con hạt lát, con bự con nhỏ nè. Đó. Lên cho chạy oxy luôn, bắt con bự thả con nhỏ đi. Cái kinh này nè cả nhà là hạt lát là binh thiên luôn á. Tầm nhà tầm thấy nó lên nó quặn nhiều lắm nè, em bắt con nhỏ ra ấy, con bự ra đi rồi đem mình đánh cho nó vô trong cái túi có oxy á em. Ừ. Còn con nhỏ nó bé quá mình thả đi. Trời. Yeah. Trời. Lấy cái tay chịu được. Ừ đó, trời mình muốn chắc lập quậy ấy. Muốn ở trong không mà đâu muốn ra đâu, chân lùi. Gì vậy? Gà nè, gà nè. Đó chưa? Rồi. Ngon ha. Ừ. Bàn tay ha. Ôi ôi. Ôi ôi nè, cái nhà hát lát nè. Đó. Cho lên cho chạy oxy đi. Anh thả con này. Dính được con hát ra, cặp hát lát, con bự con nhỏ xin. Lỡ cạn quá. Trời. Con nhãn khó ra thiệt. Đây. Xong rồi. Ui, cái chai nhúng nhích hay gì kìa Sinh. Có, anh thấy con rồi nè, không biết cái gì kìa. Bơ nè. Trời ơi, sạc không rồi Sinh ơi. Ừ, bậy luôn nè. Giờ luôn ha. Giờ luôn cái này hai cử, không dính nữa nè. Giờ luôn. Trời ơi, nước rút quá rồi. Tôi còn sống không? Còn sống không? Còn từ lắm á. Con ngớp nè. Còn hả? Ủa, gỡ ra. Ừ, giật ra tới đây luôn nè cả nhà. Nữa. Còn cái trong cái lùm này nữa. Nữa không? Còn sống phải không? Còn. Còn cá rô nữa kìa Sinh. Con hay con cá rô nữa kìa. Em gỡ cá chê trước. Đây sâu không ta? Em coi về sau. Ồ, cá ăn móng trong rồi Sinh. Ê, không được Sinh ơi. Sâu ạ. Ráng cái nữa rồi. Được rồi, tới rồi. Này, bộ dính mấy cái lóc luôn hả nha. Cái này hên hên vô cái nữa. Giữa sâu quá. Chưa. Thấy rồi mà chưa dỡ được. Đường con Sinh ơi. Nè nè. Ngon lắm em. Đường con này nè. Lóc cỡ này là quá đã rồi. Nè,
bắt giùm anh nha. Dạ, lý ha. Ủa, cá lóc trắng tươi đã. Cá này trắng đã ghê. Tập chính hiệu. Ồ, cái vàng bèo đá ghê mấy nhà kinh nè. Cái lợp tầm đây, nằm đây. Em xin mới dính cặp cá lò tho bự ghê luôn á. Ở đây có cá sặc lò tho nữa cả nhà. Hẹn gì mấy anh chị với cô chú qua bên giạc Bà Rem này là câu cá sặc, câu sặc là tho. Tôi tầm dính được có hai con ốc bù đen này. Giờ cái này đi nha. Nè, hai con ốc bù đen. Con này bự mình lấy, con này nhỏ thả lại. Nhưng giờ mới còn con nào nữa. Ốc bù đen ở đây nhiều lắm. Nước trồng lắm ở nhà nè. Được con ốc bu đen à. Con ốc bu đen à xin ơi. Không có lò ho. Nè gom gom lên luôn em. Gom luộc ăn ốc bu đen ngon lắm á. Ốc thiên nhiên mà. Ừ. Cái này trồng nghe nó im rồi. Ồ, dính hết bầy cá dày đây luôn rồi. Bữa bắt lần 3 con rồi. Nào. Neo lại luôn. Neo kiếm kiếm lóc bông xin ơi. Ừ. Rừng này mà mình đi ở đây nè, bơm thuyền lên á xin. Bơm cái thuyền của anh em mình lên á, thuyền hai cái thả câu chai ra hồ thả câu chai được cái trên. Ê lộn ơi, lộn điểm rồi, đây nè, đây nè, đây nè, đi đi qua luôn, đúng rồi đây nè xin ơi. Có con cá rô chết rồi kìa. Yeah. Tự cái con biển luôn. Biển. Gì? Mấy con bữa hổm luôn, con cua kìa. Ừ. Không chạy luôn, không chạy này. Cái làm như cái ao bên đây ít cá nè anh ta. Ừ. Đụm cua luôn. Cua này ăn ngon, béo cực kỳ. Ồ, con tím luôn nè, cua xanh. Cua xanh hả? Ờ cái lờ ở đâu? Ờ kìa kìa kìa. Thấy rồi. Chỗ này hơi sâu. Giống như tung tung. Giống như có cá tung chỗ này nè. Không biết có không. Rồi nghe lóng bóng rồi xin ơi. Ê! Trời ơi con cá dày xin ơi. Được được. Rồi anh đứng được, anh đứng được. Anh bám vô rồi. Anh bám vô trong cái hành này. Ô cá dày bự em. Cá bù đen nữa kìa. Ờ. À con này cũng có 300g à. 300g à. Trời cái hầm này nó ít dính. Dính cái dày khổng lồ luôn nè. Ủa nó đẹp kìa. Đã ghê. Rồi có bù đen nữa. Hầm này ít dính cái dày. Anh dòm dòm ở đây coi còn ốc bù đen. Cái dày khủng không. Cái dày con bự không ha. Lái con đã ghê. Ừ đấy anh em dầm dầm thử có ốc bu đen nè. Dở ngốc còn cái dừa lên nha. Nè đây coi. Ồ ốc nhỏ, ốc đắng này xin. Không thấy. Nó có mồi nó mới lên ăn chứ. Này mà kiếm kiếm cái gì trái mít hay gì á anh bỏ vô không? Ờ cái lấy trái mít á. Đi đặt cá cái chuyển thành đi đặt ốc. Đặt ốc bu đen. Thấy ốc thiên nhiên ngon quá. Đây, tâm đặt lại cái. Giờ mình chuyển sang qua bên luồng bên kia. Bên đây hết rồi. Ừ, luồng bên chỗ Mương Bích phải không Trinh? Đúng rồi. Ừ, mình nhớ rồi. Luồng bên này dính được mấy con đó nha. Bữa nay bị khu vực bên này nó làm như nó không có mưa á.
Tại vì Tâm đi nãy giờ Tâm để ý cái đất dưới đây nè, dưới ba cái lá tràm á, xem nó có ẩm không. Nếu mà nó ẩm là mới có mưa. Bữa trước đi có mưa, cá chạy hiên ham lắm mọi người. Bữa nay không được chạy mấy. Rồi cái lợn giống như lú lên luôn kìa. Chỗ này nó sâu quá. Chỗ này đằng trước anh dính con phải không? Ừ, bữa dính tre vàng á. Ôi, cái sạch không rồi cả nhà ơi. Sạch phải chanh đó. Có mồi cái sạch này là ngon lắm á nha Sinh. Anh Sinh đặt lại giùm Tâm. Một cái thấy đặt rất là đơn giản. Hẹn cử sao đi ha. Cử sao vô hàng khủng. Ồ, khô lú cái lời thông lên luôn. Ý. Trời ơi, cá trơi nè cả nhà. Dính được con nữa nè Hạnh ơi. Ôi ôi. Trời trắng bự ghê nè. Ừ. Nè, xử lý cái ngạnh nó cho anh đi. Chơi bự ghê Sinh. Xe qua. Ui dạ, rồi ăn cái luôn. Trời ơi, cái nó trên bờ rồi. Trời nước giật kìa em ơi. Ai, ai. Ê, trời ơi chứ. Gì Sinh? Lóc nó nằm được lên luôn nè. Trời ơi. Thôi tiền con cá lóc. Cá lóc nhất, cá lóc nhất. Nhất mình, nhất bảy. Nhất mình, nhất bảy. Nè, bữa em đặt lại cho anh cái này em nhớ không? Lần trước á, nè anh đặt trong này nè, ai lấy rồi, quăng ra đó. Trong này em nhớ đặt lại. Trời, nước nó gồng khô vậy mà dính cá lóc bự ghê. Ôi ơi. Trời, con này cá lóc nhất chắc. Cái này là cả nhà biết sao không? Nước nó lên xuống. Khi mà nó lên, bảy nổi lên. Khi mà hôm nay nước nó giật á, thành ra đâm ra là nó còn có xíu nước chỗ này nè. Ngon quá em. Chờ mấy cái sạc lại làm mồi Sinh. Đưa miệng vô anh nắm này cho. Bắt nó tuột ra nè. Đó. Dưới sông này bắt cũng nguy hiểm. Đó. Này trời anh. Đã ghê cả nha. Bữa nay trào dày ít hơn mấy bữa. Mấy bữa trào dày nhiều, bữa nay cá lóc nhiều hơn trào dày rồi. Hồi nãy em Sinh làm 4 con. Ôi dồi ôi. Hai cái bốn còn cưới mình. Hai cái hả? Tâm nói hả? Tâm nghe la một cái là Tâm chạy xuống cái nhà Tâm té luôn. lần xuống. Té không giò luôn. Tâm chạy xuống. Té cái thịt. Giờ thấy bốn cá lóc Sinh dính thấy hết hồn luôn. Đã lắm. Cái này ngon không bộ? Ừ, con này ngon rồi. 300g anh Tâm. 300g á em. Thấy không? Ừ, cá này 300g á, không nhỏ đâu. Cái nhất chắc rồi. Ừ. Ôi ôi. 300g á, thấy không? Vòng tay luôn nè. Ừ, đúng rồi, khỏi đó đó. À, cầm lên cho nó vô trong cái thùng luôn nè. Ừ. Rồi, cái sạch không à? Để lại luôn, để lại vụ luôn. Giờ trời đỡ nắng nữa nha, mát nè, thâm dễ chịu. Ráng đi, nắng quá chừng. Ui. Này hú. Xin hú. Ui. Cặp thác lát nè cả nhà. Chà bá luôn cả nhà thấy không? Ui, thác lát đã kìa. Ui cha nó bự nè. Trời ơi. Anh đưa nó lên trên đi. Để nó rớt, muốn rớt ra ngoài nữa. Ôi con hát lát này nó bự mà nó đen nè. Đó. Ôi ôi. Bàn tay Tâm bự cái ghê không. Một chú. Đây còn nhận hầm này khác lát dữ thiệt.
này ra tâm bỏ nó vô cái máy chạy oxy luôn đó nha. Cái máy là nó bị ngợp á. Bự đi, đặt lại đi. Đây, còn cả nhà nước ơi. Hôm nay sản phẩm của Tâm nè. Đó. Đã ghê không? Có con cá lóc chúa này. Quá giật vùng đất. Con mắt nó bằng con tèo Út Tâm luôn. Rồi cái đuôi đó xinh. Quái vật vùng biên giới nè mọi người ơi. Dữ thiệt ha. Quái vật vùng biên giới. Con này cỡ 1 ký không xinh, cái hơn 1 ký ha. Hơn anh, con này bự lắm. Con này bự lắm. Con mắt nó nè cả nhà. Bằng ngón tay Út Tâm luôn nè. Con này mà câu rơi hay câu cắm gì táp một phát một. Con này câu cắm chịu không nổi đâu, nó loi gãy cằn hết. Bự thiệt chứ. Nhìn nó khủng lồ luôn trời. Cái mình đó nè, nhìn đá kìa. Ồ cái đuôi đó nó quạt vô trong cái lợp á xin. Nó quạt trắng cái đuôi luôn. Ừ. Cái đâu? Cái lờ cái nhỏ. À, quạt trắng bản đuôi ra luôn nè em. Hết hình dung cá. Cái lưng nè. Vô. Đó. Có trong đó có nước chưa? Chưa. Chế nước vô luôn, chế nước vô luôn. Ừ, chế nước vô luôn. Trời ơi, nó nằm cái bít luôn cái giỏ sách của người ta rồi. Đó. Nó chiếm hết chỗ rồi. Ừ. Con này phải ký 2 anh Tâm ơi. Đúng rồi. Rồi ký 2 vậy ha. Đây anh đặt cái chi trắng bự bự luôn nha. Đây còn nè. Cá ngon ngon không ha? Góc vàng khè. Bữa nay không nhiều bạn bữa nhưng mà được cái cá ngon phải không anh ơi. Hôm bữa mà anh em mình dính quá trần luôn mà cá hơi nhỏ. Dày nha xin. Đẹp ghê không? Ao. 400g. Ừ, con chi trắng nè. Chi trắng mà như chi lai vậy á. Trời bá luôn. Bữa nay chạy luôn, nãy chạy chi trắng quá trời luôn. Bự bự không anh ơi? Ừ. Nha. Con nào con lấy như vậy không này hả nha. Còn chạy thêm được mớ khắc lát nữa. Khắc lát này về nào trả. Ý, chạy đó chạy. Chạy đâu. Có nước rửa nó ta. Vuốt được anh. Tát ra rửa nó. Được không Hạnh? Được. Em làm gì Hạnh? Thằng Hạnh đang xuống sông múc nước. Tại nước bây giờ hiện tại là nước ròng đó mọi người. Thấy nó giật khô đáy luôn. Nó chỉ còn một miếng nước thôi. Bữa nay lờ nó nằm trên cũng nhiều lắm mọi người. Với hai anh em bị lấy mười mấy cái á. Cái này xui bị mất hết mười mấy cái. Tìm nước rồi nha. Đâu? Tìm miếng nữa thôi. Tìm nhiều cũng đi, cũng nhậm gì đâu. À, mình đi đường xa mà. Trời vàng rồi xinh. Ủa trời trắng, trời trắng. Tưởng không trời vàng chứ. Em được trời vàng bự. Anh Tâm đặt khắc lát chữ à. Cái bóng. Em không có khắc lát. Bóng này nhỏ quá hả ha. Thả lên đi anh ơi. Rồ nhỏ con hả. Nè cả nhà. Em cũng khắc lát nè. Con nào khắc lát đồng mày á vậy nè. Ôi khắc lát à. Đâu anh lặt nó lên anh Tâm. Được. Anh lặt con cá đen á, con cá khắc lát đen á. Đây bỏ hai con này vô đi nè. Khắc đen như kìa, anh dẫn đứng nó lên lại. Ê. Nó bự mà cái lưng nữa nè. Cái lưng nữa nè mọi người. Thịt không mà con này nào chả là nhanh có thịt dữ dằn luôn rồi. Bóng lên luôn ha. Ôi trời ơi nó bự. Bằng 4 ngón tay của anh Tâm á. Này một bàn tay của Tâm lên nè. Đây. Bàn tay hơn á ha. Hơn 4 ngón tay luôn á. Hơn. Cho anh miếng nước luôn, tát ra cho anh miếng nước rửa nó cái. Đây, tát ra luôn. Ờ chết. Đó. Rồi, vậy cá nó sạch. Mấy anh em mới thăm bữa chủ nhật. Ủa thứ bảy hả anh Tâm? Thứ ba, bốn, mới có 3 đêm mà. 3 đêm mà được nhiêu đó đó. Là tính ra trúng lắm á cả nhà. Ốc bù đen. Đây. Đặc biệt ốc bù đen cái đít nó nè. Nhìn cái biết kìa. Vàng đẹp ghê, còn con này bù vàng ha. Gơi được mấy con bù đen này về gom gom cái lột ăn. Lột sáng. Đó, nhìn đã ghê này thân. Bơi lội tung tăng. Rồi bây giờ cái bắt đầu cái anh gác oxy vô đó. Em chơi cũng oxy pin bên hông nữa cả nhà. Sạc dự phòng luôn á. Oxy pin nó để chạy cho cá rô phi á mọi người. Quá đã đó. Bây giờ là trời cũng sắp chiều rồi. Anh em bữa nay là nói chung là mới có 3 đêm hả xin? 3 đêm hả? 3 đêm mà mình thăm lần vậy mà không có mưa nữa. Thật sự là vậy là trúng á cả nhà. Chứ không có thắt đâu. Vậy là quá trúng luôn rồi đó. Tại vì mấy hôm trước làm hết mười mấy ký rồi. Bây giờ ba anh em tranh thủ mình đi về cái nhà rồi ghé cơm nước xong rồi về thẳng nhà luôn.
thì cho phép Tâm với mấy anh em xin được kết thúc video tại đây nha. Cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Chào mọi người. Yeah.